Rồi, bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giới bi và sẽ demo luôn cho các em về giới bi. Thì một cái phát sơ cuối cùng đó là GAXB. Thì ZB là một cái parser Java API for HTML binding. Thì cái này nó rất hay ở chỗ là người ta sử dụng các cái annotation của Java, và chúng ta khi chúng ta tạo ra các cái lớp bin, chúng ta chỉ cần định nghĩa các annotation đấy thì chúng ta dùng JSP để thực hiện, và nó sẽ tự chuyển đổi thành email cho các em. Thì để demo bài này thì sẽ tạo ra một cái định nghĩa là cái lớp book. Thì chúng ta sử dụng cái lớp book của cái bài hôm trước các bạn copy. Bây giờ hôm trước cái bài demo về mua về stack, chúng ta copy cái notebook này, copy cái book. Đó. Chúng ta copy cái notebook này. Được chưa? Các bạn có notebook chưa? Rồi ạ. Sau đó bây giờ để định nghĩa ở trong cái JSP này thì chúng ta sử dụng annotation. Thì cái annotation nó nằm ở trong cái package của JavaX chấm binding. Ví dụ đầu tiên lookup này, thì giả sử thầy muốn cho trong một lookup này thì nó có thẻ mình muốn ra ghi dãy email sẽ là thẻ book, và các cái này là các thẻ con. Thì đơn giản ở đây mình chỉ cần dùng một cái annotation a còng email, cái book này sẽ là root element, thì chúng ta chỉ cần để là a còng với email root element. Tất cả nó nằm trong package java.xml.3.annotation, nó sử dụng annotation này. Đó. Tất cả các thuộc tính còn lại của nó thì các bạn để ở trước hàm set, tốt nhất là đặt ở trước hàm set vì nó liên quan đến set dữ liệu. Thì ví dụ của set ID là thuộc tính, chúng ta dùng a còng email attribute. Còn các cái author chúng ta dùng a còng HTML element. Chúng ta nhớ là root element là cái element mà nó sẽ có chứa thằng element con, còn đây là element mà có thể không chứa element con. Thì chúng ta đặt trước các hàm set, đó. Chúng ta để trước hàm set. Đó. Trước tất cả các hàm set các bạn để a còng element, element. Đấy. Còn ID muốn mình muốn attribute thì mình để là element attribute. Và trên này để email root element. Đó. Rất là dễ. Được chưa? Đặt xong chưa? Dạ xong rồi thế. Xong rồi chứ. Ok. Bây giờ ở bên main chúng ta tạo ra một cái object book. Main book. Thì ví dụ ở đây mình sẽ đưa vào đây ID là PK01, tác giả Thành Sơn, tiêu đề cuốn sách là
trình với chính xác về loại là sách về công nghệ, sách về lập trình. Giá là 50.000. Publicate như là ngày 2 tháng 8 2019. Thích về các kỹ thuật ví dụ thế. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được một lớp book, một cái lớp book, một object book. Thế bây giờ làm sao để ghi cái này ra phải email, ghi cái này ra phải email? Thì đối với CSV nó đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần 3 dòng code là xong. Đầu tiên chúng ta tạo ra một cái CSV context. Bạn trong phải ra với .email.by đi. Context này để nó tạo ra cái ràng buộc đến cái thằng lớp Java mà chúng ta muốn thực hiện. Thì nó sẽ tạo ra CSV context new instance và chúng ta đưa cái class mà chúng ta muốn bao vào là book trong class. À, ở đây là bắt phải đưa vào chai kép. Sau đó chúng ta thực hiện một việc nữa, đó là nó có hai hàm là hàm marshalling và hàm unmarshalling. Thì chúng ta muốn ghi ra phải như mà chúng ta dùng marshalling. Marshaller bằng context.create marshaller. Và thông qua cái marshaller này chúng ta thực hiện hàm massage. Massage này nó đưa cái object đấy ra một cái file. Cái object ở đây là book. Và đưa ra một file. Đó. Và giả sử tôi đưa đây là book.email. Thế là xong rồi. Và chúng ta chạy. Sau khi chạy xong các bạn sẽ thấy nó đã sinh ra được một file book. CSV đó. À, thấy có một Facebook. Và Facebook này nó đã ghi ra được nội dung của cái book đấy. À, ID này. Cảm thấy nhanh không? Được chưa? Ghi được chưa? Được rồi thì đó. Thì các bạn thấy nó ghi ra thì em đang thấy quen bị nói ở cái chỗ bút này. Nói chỗ nào để em xong màn hình nhé. Thấy màn hình em chưa? Đây. Lỗi chỗ book này thì là do em ấy. Làm sao mà lại hỏi thầy những cái này nhỉ? Em có hiểu không? Tạo ra class book đâu? Dạ. Có con chữ đơ chưa? Book này. Subscribe bạn để là gì?
đấy. Lỗi đấy mà để không sửa được thì bây giờ học đến này rồi mà cái lỗi đấy lại không biết. Có chắc tôi đã có chưa? Có lốt chưa? 9.000 F, chị F theo chị F sau số 50.000 này. Sao để F bên sau? 50.000 thì nó là Ether tự động nó chuyển về F được. Nhưng mà ở đây chưa có constructor. Mỗi một cái đơn giản thôi mà. Đã có constructor chưa? Có hiểu không? Vâng. Hả? Tuấn Anh. Dạ, rồi ạ. Em chưa có constructor ấy, em thêm đùa. Đây là những cái lỗi đến giờ này là không nên hỏi những cái lỗi kiểu như vậy. Thì đấy là cái quá cơ bản của Java. Lỗi là liên quan đến phần mình học. Mọi người ghi được chưa? Được rồi. Chúng ta thấy ở đây nó có một điều là rõ ràng là chúng ta muốn là ghi là author sẽ đến title, đúng không? Xong đến genre, đến price, đến published và đến description, cũng muốn theo thứ tự như này đi, đúng không? Nhưng mà đây nó lại đang khi ghi ra nó lại không theo thứ tự như vậy, mà lại theo thứ tự alphabet A D G P P T. Vậy ra làm sao để nó theo thứ tự đúng như mình mong muốn? Thì ở bên book này, lúc chúng ta tạo ra này, thì nó có một cái nữa là HTML. Này, trong cái ta này, các bạn có một cái là probe order. Probe order này, nó sẽ đưa vào đây các cái thuộc tính và theo thứ tự author này, genre này, file này, publish, date này, và description. Đó. Thì lúc ghi ra nó sẽ để cho các cái property theo cái order như mình định ra ở trên này. Lúc này thầy chạy lại, các bạn sẽ thấy cái file này nó đã thay đổi theo đúng cái order như thế nó. Đó. Bạn thấy là author ra rồi, write, project, description. Được chưa? Đấy, chúng ta nhớ thêm cái probe order. Ok chưa? Rồi ạ. Ngoài ra, đối với các element này, nếu chúng ta không muốn sử dụng cái tên mặc định của nó là tên thuộc tính này, chúng ta cũng có thể đổi. Ví dụ như là cái element này, thầy muốn đổi, để đổi tên thành tác giả, để đổi thành chữ tác giả như thế này. Khi chúng ta chạy, các bạn sẽ thấy nó ghi ra với một cái tên là tác giả. Đó, nhìn thấy chữ tác giả. Thế mình hoàn toàn có thể thay đổi cái tên của nó ở email. Như vậy, mục đích của cái thằng GHB đó là nó mapping được giữa một cái đối tượng bin ở trong Java với một cái element ở trong XML. Mọi người hình dung không? Được chưa? Chạy được chưa? Rồi. Tuấn Anh chạy được chưa? Rồi. Thì đấy là ghi ra. Bây giờ đọc lên này. Đọc lên thì cũng vậy thôi. Chúng ta đã có file book email đây rồi. Chúng ta đã có lớp book đây rồi. Bây giờ đọc lên này.
để comment cái đấy, đoạn này đã viết cái đọc lên comment cả cái bức vẽ. Chúng ta viết phần đọc này, phần đọc thì chúng ta cũng tạo ra một cái GAXP context, context bằng AXP context và class bao sẽ là hook.class. Để đọc thì chúng ta sử dụng một cái unmasler. Để đọc chúng ta dùng ạ, unmasler. 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 Bằng context create unmasler. Bây giờ chúng ta sẽ unmasler từ đâu? Thì mọi người để ý, unmasler nó sẽ có một cái hàm unmasler. Unmasler này nó đưa vào đây là một cái file hay là một cái input source, input stream, và nó trả lại object. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đưa vào đây một file email. New file chính là book chấm cái email, và nó trả lại một object. Thì thực chất object ở đây khi nó ăn massage lại, thì bởi vì chúng ta đã bài với lại cái book này rồi, thì nó sẽ trả lại object là mapping với lại cái book đấy, thì nó ra về cái book, nó tạo ra một cái book. À, chúng ta ép kiểu lúc này bây giờ mình in thông tin cái book ra, thì giả sử cái book này bây giờ thì override hàm to string, override hàm to string à, hình như là override rồi đúng không? Đây rồi. Thì chúng ta in ra, chúng ta sẽ thấy là lấy ra được thông tin đó. Như vậy đọc lên dễ không? Ghi vào chỉ mất 3 dòng code, đọc lên cũng mất 3 dòng code. Một là tạo context, hai là tạo cái masterler hoặc unmasterler, ba là thực hiện massage hoặc unmassage. 3 dòng đấy. Thầy ơi, cái này nó sẽ trả về một lead book hay là chỉ là chỉ có một book nữa? Mình đang bao có lớp book này thôi, vậy nó trả về có một book thôi. Trả về một book thôi. Được chưa? Vậy bây giờ đấy, bài toán mới đặt ra. Giả sử cái file email của chúng ta không phải là cái book như thế này, mà là cái file book như hôm trước chúng ta làm với lại thằng Stack. Đấy, mà nó lại là cái book này. Đúng không? Vậy bây giờ làm sao để lấy ra được một list các book này bằng GXP? Đó. Đấy, phần còn lại là cho các bạn suy nghĩ. Cực kỳ dễ thôi. Nếu mà chúng ta chỉ mất 5 phút nữa là xong. Được chưa? Đọc được chưa? Đọc lên được chưa? Rồi ạ. À. Đấy, thì bây giờ làm cái thử thách thầy đưa ra. Bây giờ cái book của chúng ta không phải là cái book chỉ có một book này nữa, mà là một list book như thế này. Đó. Vậy bây giờ yêu cầu các bạn làm sao để viết được mà nó trả lại một list book nha. Đấy, bây giờ các bạn bắt tay vào làm đi, suy nghĩ. Ở vừa đấy thầy đề mục các em có nhìn được không nhỉ? Có. Rồi. Để bây giờ bắt tay vào làm đi thầy.
Thầy ơi, thầy mà lại comment đi ạ. Thầy kéo xuống dưới một tí ạ. Em xem phần viết, em chắc làm phần viết.
thời điểm danh nhé. Lan Anh có. Đình Hòa có. Thu Trang. Khánh Tài có. Văn Dũng có. Sơn Hải. Sơn Hải có rồi. Mạnh Hùng. Mạnh Hùng. Công Minh có. Khắc Đức có. Phương Thảo có. Một Dân có. Tuấn Anh. Tuấn Anh có. Có. Quang Anh. Tiến Hành có. Tiến Hành có. Đại Duy có. Đại Duy có. Ngọc Bình có. Tùng Lâm có. Đăng Hải có. Ngọc Hưởng. Ngọc Hưởng có. Trung Hiếu có. Minh Tuấn có. Hoàng Đức có. Được. Hoàng Đức có thầy. Ok. Thì bây giờ các bạn làm trả lời cái phần kia nhé. Làm xong có gì hỏi thì nhắn cho thầy.